tiếp nối chương trình sẽ là thông tin thú vị về làng mai cổ ở Đồng Tháp, nơi mà từ lâu đã có nhiều cây dáng độc lạ, tuổi đời lâu năm được định giá lên tới tiền tỷ, thậm chí là hàng chục tỷ đồng. Trong số đó phải kể đến tác phẩm mai cổ có tên là Tuệ Sâm thuộc sở hữu của anh Vũ Đức Đông, một đại gia chơi cây nổi tiếng ở thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp. Vâng à, và thưa quý vị, theo chủ nhân của cây mai này chia sẻ thì nó có một cái vết sẹo và để che đi vết sẹo trên thân cây này á thì anh Đông đã dùng chính chỉ vàng SJC giác lên và chính cái sự sáng tạo này vô tình đã giúp cho anh Đông xác lập được 5 kỷ lục từ trong nước cho đến quốc tế. Cây mai vàng tuệ sâm được xem là một trong những cây mai độc lạ giúp Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại khi được anh Đông giác chính chỉ vàng 4 số 9 lên thân mai anh Đông cho biết, cây mai đó vốn chỉ trên thân có vết sẹo khá lớn. Thay vì tự ti về vết sẹo, anh đã nảy ra ý tưởng biến khuyết điểm thành ưu điểm vạn người mê. Nghĩ là làm, anh bắt đầu thuê thợ tạo hình kiểu chữ thư pháp, sau đó dắt thêm chính chỉ vàng SGC. Được biết, hai chữ tuệ xăm chính là tên của cha, mẹ anh. Cũng theo anh đồng, cây mai có tuổi thọ ít nhất là 100 năm. Mai có dáng trực, chiều cao từ gốc lên tới ngọn khoảng 2m, hoành đế rộng 3m. Đặc biệt, bộ đế của cây mai này có rất nhiều chi. Anh Đông đã thuê nghệ nhân chỉnh sửa và tạo hình cho bộ đế bắt mắt hơn. Với các yếu tố trên, cây mai tuệ xăm của anh Đông đã xác lập được 4 kỷ lục bao gồm kỷ lục Việt Nam, kỷ lục Đông Dương, kỷ lục người Việt toàn cầu và kỷ lục châu Á. Chủ nhân Lão Mai hiếm có còn tiết lộ thêm cây mai giác vàng của mình vừa xác lập kỷ lục thế giới, chờ ngày trao bằng chứng nhận.